Từ Salonica nhất đoạn 5 Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em Vì chính anh em biết rõ rằng Ngài của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn Thì tai họa thành lình vụt đến Như sự đau đớn sẽ đến cho người đàn bà có ngán Và người ta chắc không tránh khỏi đâu Nhưng hỡi anh em Anh em chẳng phải ở nơi tối tăm nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày chúng ta không phải thuộc về ban đêm cũng không phải thuộc về sự mờ tối và chúng ta chớ ngủ như kẻ khác nhưng phải tỉnh thức và dè dữ vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm kẻ sai thì sai ban đêm nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy dè dữ mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mẫu trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng những kẻ có công khó trong vòng anh em là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì có công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răng bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ngủ yết những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em hoặc đối với thiên hạ hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn chúa vì ý muốn của đức chúa trời trong đức chúa giêsu christ đối với anh em là như vậy chớ dập tắt thánh linh chớ khinh dễ các lời tiên tri hãy xem xét mọi việc điều chi lành thì giữ lấy bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi nguyện xin chính đức chúa trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến tấn đỡ gọi anh em là thành tín chính ngài sẽ làm việc đó hỡi anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi với hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em tôi nhân Chúa này xin anh em hãy đọc thơ này cho hết thảy anh em đều nghe nguyện xin ân điển của đức Chúa Giêsu Christ chúa chúng ta ở với anh em